Quý khán giả, một vụ việc hành hung dã man vừa xảy ra ở Hà Nội đang khiến người dân bức xúc trước hành động của nam thanh niên đánh bảo vệ. Chỉ vì lý do cho rằng vé giữ xe số 49 mà bảo vệ đưa cho họ là số 6. Vụ việc xảy ra ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Theo nội dung trình báo, sáng 27 tháng 2, có 3 khách gồm một nam, một nữ và một cháu nhỏ đến quán cà phê. Bảo vệ của quán hướng dẫn khách để xe và đưa vé xe cho vị khách nam. Sau khi xem vé xe, thấy vé có số 49, nam thanh niên này không lấy mà để vé ở bàn bảo vệ. Lúc này, vợ nam thanh niên cầm vé xe rồi vào trong quán. Một lúc sau, cả ba người này ra về, nam thanh niên ra khu vực trả vé và nói: "Chúng mày bỏ hết vé xe xấu đi." Nhưng vì bảo vệ giải thích rằng người ta in như thế nào thì chú phải đưa thế cháu ạ. Thì bị nam thanh niên lao tới hành hung, dùng ghế đập vào đầu. Sau khi tiếp nhận trình báo, công an phường Khâm Thiên đã vào cuộc xác minh, đồng thời đưa nạn nhân đi thăm khám ban đầu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.